Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với kênh tin tức của chúng tôi. Một sự nhầm lẫn tai hại đã dẫn đến một cái chết vô cùng thương tâm của một nạn nhân xấu số. Cứ ngỡ là người tốt việc tốt, nào ngờ người này lại trở thành hung thủ của một vụ án giết người vô cùng tàn bạo. Được biết, tình tiết éo le trong vụ việc này khiến cho cơ quan chức năng không ngớt đau đầu. Chi tiết về vụ việc được vén màn như thế nào, mời quý vị chúng ta cùng theo dõi. Vụ án hy hữu xảy ra tại thôn Chăm, xã Phương Hưng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương. Sáng ngày 6 tháng 5, một người đàn ông chừng 30 tuổi, người lắm đầy bụng đất, dắt một cô gái trẻ đến công an huyện Gia Lộc tự thú. Tại cơ quan điều tra, người đàn ông khai tên là Đinh Quang Tặng, sinh năm 1980, trú tại thôn Bùi Thượng, xã Lê Lợi, huyện Gia Lộc, vừa đánh bất tỉnh một người đàn ông do nghi ngờ có hành vi đồi bại với một cháu gái. Tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với Công an huyện Gia Lộc vào cuộc điều tra. Ngoài việc ghi lời khai của đối tượng gây án và những người có liên quan, một tổ chức công tác xuống khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, ghi lời khai của các nhân chứng. Quá trình đấu tranh, Phạm Thị B, sinh năm 1998, trú tại Hải Dương, nhân chứng trong vụ án cho biết, B làm việc tại xưởng sản xuất Hương Thu Hiền ở xã Phương Hưng, huyện Gia Lộc, cách đây khoảng 2 năm. Trước thời điểm xảy ra vụ án khoảng 5 tháng, ông Chương cùng làm việc tại xưởng sản xuất đặt vấn đề quan hệ tình cảm với cháu B và cháu đã đồng ý. Sau lần quan hệ tình cảm đầu tiên, ông Chương cho cháu B 100.000 đồng. Kể từ hôm đó, cháu B giấu gia đình lén lút quan hệ tình cảm với ông Chương, bất chấp việc vợ của ông Chương cùng với mẹ của B cùng làm việc tại xưởng sản xuất này. Sáng ngày 6 tháng 5, cháu B cùng với ông Chương đi làm như bình thường. Trong quá trình giải lao, ông Chương gợi ý cháu B ra ngoài để quan hệ tình cảm. Nghĩ rằng ông Chương sẽ cho tiền, B đồng ý. Khoảng hơn 8 giờ cùng ngày, khi ông Chương và cháu B ra vườn chuối cạnh xưởng sản xuất Hương Thu Hiền để quan hệ tình cảm. Lúc này Tặng đi qua, phát hiện thấy việc trên nên đã dùng chân, tay đấm đá vào mặt, bụng của ông Chương. Sau khi đánh ông Chương bất tỉnh, Tặng chở cháu B đến công an huyện Gia Lộc để tự thú. Theo lời khai ban đầu của Tặng, anh ta vô tình đi qua đã bắt gặp ông Chương và B đang quan hệ tình cảm. Nghĩ ông Chương có hành vi xấu với B nên anh ta đã ra tay dẫn đến cái chết cho nạn nhân. Được biết, Đinh Quang Tặng từng có một tiền án về hành vi gây rối trật tự công cộng, bị Tòa án Nhân dân huyện Gia Lộc xử phạt 18 tháng án treo. Sau thời gian thử thách, Tặng cùng với vợ con chăm chỉ làm lụng, nuôi ba đứa con thơ dại. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tỉnh Hải Dương sớm hoàn tất hồ sơ đưa đối tượng ra trước vành móng ngựa. Nhớ lại vụ việc hôm ấy, đối tượng Tặng cho biết, vào khoảng 8 giờ 15 ngày 6 tháng 5, tại thôn Chầm, xã Phương Hưng, huyện Gia Lộc, Hải Dương, ông C và B ra vườn chuối cạnh xưởng sản xuất Hương Thu Hiền để quan hệ tình dục. Lúc này, Đinh Quang Tặng vô tình đi qua, nghĩ là ông C có hành vi hiếp dâm B nên anh ta đã ra tay cứu mỹ nhân. Tặng đã dùng tay, chân, đá đấm vào mặt và vùng bụng của ông C dẫn đến tử vong. Theo một nguồn tin khác cho hay, chiều ngày 9 tháng 5, ông Tường, trưởng thôn Chầm cho biết, không có chuyện ông C quan hệ với thiếu nữ đó rồi Tặng đi qua giết chết. Sự thật là ông C và cô gái tên B đó, họ gọi nhau là bác cháu, nhưng đi bắt ốc rồi xảy ra chuyện yêu đương. Cô gái đó cũng kể lại rằng, hôm đó không phải là ông C mà chính là Tặng Tặng, vào ôm rồi tuột quần của cô gái đó ra. Ông C tới rồi nói, mày đang làm trò gì vậy, nên Tặng đã giết chết ông C. Sau đó nó lôi bác ấy ra khỏi vũng máu, rồi cởi quần áo của bác ấy ra để tạo hiện trường giả, rằng bác ấy hãm hại cháu bé kia. Nhưng thực tế là nó đã đe dọa, nếu cháu bé kia nói ra thì sẽ giết chết. Hiện cơ quan công an họ cũng chưa có công bố chính thức về nguyên nhân. Còn cô bé này, nó mới nghỉ làm 5 tháng và mới đi làm lại có 5 hôm. Hơn nữa, xưởng nơi ông C và B làm việc, có ai cho ra vào đâu mà có chuyện quan hệ rồi bị giết, ông Tường nói. Chiều ngày 6 tháng 5, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Đinh Quang Tặng về hành vi giết người. Nói về vụ án bí ẩn này, chia sẻ với phóng viên, luật sư Nguyễn Văn Đạt, đoàn luật sư thành phố Hà Nội đặt ra nhiều nghi vấn. Theo luật sư Đạt, ở đây mới là lời khai một phía của nghi can. Do nạn nhân đã chết nên cần điều tra manh mối quan hệ giữa nghi can và người phụ nữ, giữa nghi can và nạn nhân. Tôi cho rằng nhiều tình tiết trong vụ án cần phải làm rõ, nhất là những tình tiết mà do nghi can khai. Chẳng hạn nghi can khai rằng vì nhầm lẫn là có vụ hãm hiếp nên lao vào đánh đấm ông C, thì phải chứng minh xem tại sao lại nhầm lẫn như thế. Thời gian, không gian, thời tiết khi đó, bối cảnh đó có dễ dẫn đến nhầm lẫn hay không? Cô B có kêu cứu hay là không? Lúc ông C và B quan hệ, có biểu hiện nào để khiến nghi can nhầm lẫn như vậy? Mặt khác, lúc ông C bị đánh, cô B cũng ở đó. Cô B có can ngăn nghi can đánh người hay không?
nếu có can ngăn thì nghi can có chấm dứt hành vi đánh người hay là không. Cũng theo luật sư Nguyễn Văn Đạt, không loại trừ khả năng vụ án này có động cơ, mục đích chứ không đơn thuần là nhầm lẫn. Thậm chí nếu có căn cứ rằng nghi can vô cớ ra tay sát hại nạn nhân một cách côn đồ, thì nghi can còn phải chịu các chế tài tăng nặng về hình phạt. Tiếp theo là một vụ việc về gã chồng lòng lan dạ sói, giết vợ nhưng lại giả vờ mèo khóc chuột để chạy án. Chi tiết vụ án như thế nào? Mời quý vị chúng ta cùng theo dõi. Chị Nguyễn Thị Thanh Giang, 42 tuổi, quê Vĩnh Long. Cách đây gần 20 năm, lên Tiền Giang làm công nhân rồi cưới Nguyễn Văn Nghĩa, 42 tuổi, ngụ ấp 8, xã Tân Phước, huyện Gò Công Đông. Vợ chồng này đã có với nhau hai mặt con trai lớn 16 tuổi, con gái mới 4 tuổi. Cuộc sống khó khăn, vợ chồng cùng lên Sài Gòn làm thuê. Trước đây chị Giang làm công nhân, Nghĩa làm thợ thạch cao. Về sau, hai vợ chồng cùng làm lò mổ heo nên cuộc sống dần ổn định. Anh Tuấn, người quen của Nghĩa cho biết, anh cũng làm chung với vợ chồng của anh Giang tại lò mổ. Tối ngày 30 tháng 6, thấy Nghĩa đi làm một mình nên anh hỏi thăm. Người chồng trả lời chị Giang bệnh. Đến rạng sáng ngày 1 tháng 7, mọi người nghe tin chị Giang tự tử. Khi con trai của nạn nhân tỉnh giấc thì phát hiện vụ việc nên gọi điện báo tin cho cha. Nghĩa về đến nơi liền ôm thi thể của vợ ra rồi lau vết máu và nói với các con và những người có mặt rằng vợ tự tử và xin chủ nhà cho tổ chức đám tang nhưng không được đồng ý. Sau đó Nghĩa thuê xe chở xác vợ về Tiền Giang để chôn cất. Mọi người không nghi ngờ gì vì thấy Nghĩa vẫn lo ma chay cho vợ bình thường. Sáng cùng ngày, Nghĩa đến Ủy ban Nhân dân xã Tân Phước làm giấy khai báo tử cho vợ. Theo anh Phong, cách đây vài năm, chị Giang có bệnh trầm cảm nhưng sau đó chữa khỏi. Hai tháng trước, chị Giang thuê xe cho cả gia đình về thăm nhà. Mọi người ai cũng vui mừng vì biết chị hết bệnh, sống vui vẻ và có công việc ổn định. Khi nhìn thi thể nạn nhân lần cuối, thấy những vết thương trên người, các vết cắt sâu đứt hết gân ở cả hai tay. Một vết đâm sâu ở bụng kéo dài từ rốn sang hông. Gia đình nghi chị Giang bị sát hại. Cùng với thái độ mập mờ của Nghĩa, sau khi bàn bạc, gia đình chị Giang quyết định báo công an để tìm ra sự thật. Nhận tin báo, công an huyện Nhà Bè đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an thành phố Hồ Chí Minh chia làm hai tổ công tác nhanh chóng vào cuộc điều tra. Tổ thứ nhất có mặt tại ngôi nhà khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ. 20 giờ ngày 1 tháng 7, tổ thứ hai đến Tiền Giang phối hợp với đơn vị sở tại khám nghiệm tử thi. Đến 5 giờ sáng hôm sau, lực lượng chức năng xác định nạn nhân bị nhiều vết cắt sâu ở hai bên cổ tay, gân tay đứt lìa. Trong quá trình điều tra, Nghĩa liên tục chối tội. Ông ta cho rằng vợ từng bị trầm cảm, đã tự tử một lần nhưng thất bại. Phải mất nhiều thời gian bằng những phương pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng buộc nghi can phải thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Ông ta khai do có người tình bên ngoài, cộng với điều kiện kinh tế khó khăn nên vợ chồng đã xảy ra cãi vã. Trong lúc bực tức, vì bị vợ cằn nhằn chuyện ăn nhậu nên hung thủ đã ra tay sát hại vợ. Tối ngày 30 tháng 6, Nghĩa đi nhậu xỉn về rồi ngủ say. Khoảng 1 giờ 20, chị Giang sau khi chuẩn bị xong đồ nghề gồm có hai con dao Thái Lan thì vào phòng gọi chồng dậy đi làm. Nghĩa vì quá say nên không dậy, hai bên xảy ra mâu thuẫn. Người chồng sau đó cầm dao rạch nhiều nhát vào tay khiến vợ mất nhiều máu, nạn nhân đã bò vào nhà vệ sinh. Nghĩa bỏ mặc vợ rồi đi ra ngoài. Một lúc sau, vào nhà vệ sinh thấy vợ ngất xỉu, ông ta bế bỏ vô thùng nước xanh khoảng 1,2 mét khiến nạn nhân tử vong vì ngạt. Sau đó hung thủ lau sạch vết máu và đi làm. Đến sáng, nhận được tin báo vợ mất, Nghĩa về nhà ôm vợ ra ngoài rồi nói với mọi người là vợ mình tự tử. Sau đó tên hung thủ mang rợ, giả vờ mèo khóc chuột, chở xác vợ về Tiền Giang để chôn cất. Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của khán giả. Đừng quên like, share, subscribe và click vào những tin tức mới nhất đến từ BNews các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!